Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng ùn ùn đổ về nhét chật két, giàu khét tiếng nhất thiên hạ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thân mến, cứ 7 ngày qua đi vậy là hết một tuần, cứ 30 ngày trôi đi vậy là hết một tháng, cứ 365 ngày nhìn lại, vậy là một năm ròng vất vả chẳng đổi thay. Người thành công dĩ nhiên là phải đủ giỏi, nhưng lắm lúc trong đời kỷ luật với bản thân mới là thứ giúp Giáp Tý có sự thay đổi đường đi. Giáp Tý sẵn sàng bao nhiêu để cháy, cảm thấy đáng bao nhiêu để cố từ bỏ, bỏ phần nhiều phần thoải mái của bản thân để phấn đấu hăng say cho sự thành công. Trong cuộc đời này, tùy thuộc ở bản thân Giáp Tý, vì kỷ luật là thứ không ai có thể ép, hay hướng dẫn, hay kèm cặp Giáp Tý được cả. Người xưa thường nói, trời không cho ai điều gì, được cái này thì mất cái kia, nhưng trên thực tế kênh Minh Đường Tử Vi cho rằng, đức năng thắng số. Có những người khi vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa, điều kiện đủ đầy, ở nhà rộng xe sang, có người hầu, kẻ hạ, được hưởng nhiều phúc trời ban, nên là sẽ gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, cuộc sống là những chuỗi ngày dài phức tạp, có nhiều người họ phải mưu sinh vất vả, chắc chiêu từng đồng một. Ấy thế mà tiền vẫn chẳng đủ tiêu, đôi khi cảm thấy cuộc sống rơi vào cảnh bàng hoàng không biết bao giờ mình mới khấm khá hơn. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, tuổi Giáp Tý lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nhờ tính cách chịu thương chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường, vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Tý ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thân mến, cuộc đời của Giáp Tý là một cuộc đời tiền vận hoành tráng, nhưng cuối tiền vận hơi sa sút. Nhưng cũng là chuỗi tháng năm xây dựng nền tảng, nào là tài năng, nào là quan hệ, nào là để khi trung vận mở ra, tiền vận khép lại, cuộc đời Giáp Tý có đủ cơ sở để tụ thành tinh hoa không? Cuối năm 2024 này là thời điểm chuyển giao đại vận của Giáp Tý, như thế khi Giáp Tý muốn cái mới đến với mình, ắt cái cũ phải dọn đi, thì mới có chỗ, thì mới có đường. Vậy nên, trong cuối năm 2024 sẽ là lúc Giáp Tý cần lựa chọn, hoặc vận số sẽ tự đẩy đưa để đường Giáp Tý đi hướng về những điều mới mẻ, khép lại những điều cũ kỹ và có một con đường đúng với sứ mệnh và số mệnh của bản thân. Để cái cũ đóng lại, ắt sẽ có những vất vả và nhọc nhằn để cái mới đâm chồi, ắt cần tưới tắm một trời công lao. Đầu năm vất vả, giữa năm trở vận, cuối năm xuân về cho Giáp Tý có nắng, có gió, có cầu vồng, có vinh hoa và có tựu thành, xứng với những gì Giáp Tý bỏ công lao, ứng với nỗ lực và giọt mồ hôi Giáp Tý trao đi và chan chứa cho những gì Giáp Tý đã trải, cho những gì nghiệp quả Giáp Tý đã giải, tất cả đến lúc lại một cái bóng để xây lại một cái thành.
và sẽ đến lúc Giáp Tý hiểu tất cả những khó khăn, thiệt thòi mà Giáp Tý đã trải. Nó xảy ra vì nó cần xảy ra. Nó xảy ra để tiêu tan đi bóng tối, chiếu lại ánh sáng cho Trung và hậu vận của Giáp Tý ngập màu cầu vồng và vinh hoa. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cầm tinh con chuột, đứng ở vị trí đầu tiên trong số 12 con giáp. Tuổi Giáp Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Họ tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho họ trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi Giáp Tý về bất kỳ lĩnh vực gì thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Giáp Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như Giáp Tý khó có thể thay đổi được. Giáp Tý cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của họ. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp Tý rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống vào tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực. Trong suốt cuộc đời, họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ mệnh trải qua nhiều thăng trầm và vất vả. Những thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn. Hôn nhân vừa hạnh phúc lại vừa có lộc tiền tài. Cả cuộc đời gặp nhiều điều vận may. Sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi. Sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. Nam mệnh tuổi Giáp Tý. Xem tử vi thấy rằng, ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão với những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn tới thành công. Thông minh, sắc sảo, ý chí hơn người. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, lúc này sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khí trời chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ sâu. Bạch lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dượng, kim sinh thủy nên những tuổi mệnh kim và mệnh thủy sẽ chuyển tốt, những mệnh kỵ và kim kỵ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi. Đánh giá tổng quan tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch thấy rằng, thời điểm này không phải là khoảng thời gian quá suôn sẻ đối với người tuổi Giáp Tý, song bản mệnh cũng chớ nên vì thế mà bi quan. Hung tinh và các tinh luân phiên soi chiếu sẽ giúp bạn tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.
cốt là bạn đủ quyết tâm để cố gắng tới cùng. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện tương phá cho thấy con giáp này dễ bị đồng nghiệp cản trở, tiểu nhân mưu hại, nên mọi kế hoạch không tiến triển suôn sẻ được như dự kiến. Nội bộ lục đục khiến giáp Tý dù đứng ở vị thế lãnh đạo hay chỉ là nhân viên cũng sẽ phải đau đầu tìm cách ứng phó. Tài lộc cũng chưa có dấu hiệu phát triển đáng kể nào trong khoảng thời gian này. Bản mệnh cần phải thận trọng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi xung quanh bạn luôn có kẻ xấu trực chờ ném đá giấu tay, cướp mất công lao hoặc tiền bạc mà bạn đã tốn công, tốn sức suốt bao lâu nay. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại đem tới cho con giáp này nhiều niềm vui. Người độc thân có thể nhận ra ai là người luôn ở bên cạnh ủng hộ mình, cùng mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong khi đó, với người có đôi có cặp, giáp Tý nhận được nguồn cổ vũ lớn lao đến từ nửa kia. Nhờ có người ấy mà bạn cảm thấy có thêm dũng khí đối diện với những điều chưa biết trước. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi giáp Tý sinh năm 1984 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi giáp Tý sinh năm 1984 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi giáp Tý cho thấy mọi chuyện sẽ khó có thể tiến triển thuận lợi như mong muốn. Dưới tác động xấu của cục diện Tý Dậu tương xung, giáp Tý phải cẩn thận trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì, bởi các nguy cơ vẫn luôn rình rập. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, giáp Tý cũng nên chú ý hơn đến việc xây dựng các mối quan hệ xã giao của mình. Hãy tránh xa những kẻ xấu tính luôn tìm cách bới móc sai lầm của người khác. Việc kết bè kết đảng cũng cần hết sức tránh, kẻo bạn sẽ tự làm xấu đi hình ảnh của mình. Dù là khi bắt tay vào công việc đơn giản hay phức tạp, giáp Tý cũng không được cho phép bản thân lơ là. Kẻ xấu có thể nhân cơ hội này cướp đi công lao của giáp Tý bất cứ lúc nào. Đối với giáp Tý, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, công việc sẽ là ưu tiên hàng đầu và đồng thời cũng đem lại cho người tuổi giáp Tý nhiều thách thức và khó khăn. Người tuổi giáp Tý phải đối mặt với áp lực khá lớn đến từ yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên, cùng với đó là sự cạnh tranh khốc liệt để duy trì vị trí hiện tại và không mất đi ưu thế trước đối thủ. Điều này khiến bạn luôn căng thẳng và đau đầu. Khối lượng công việc càng tăng cao, đôi khi bản mệnh còn phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu của những áp lực này là do trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, người tuổi giáp Tý phạm cục diện tương hại, đồng thời nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng gây ra nhiều khó khăn. Ngoài ra, người tuổi giáp Tý cần phải chú ý tới sự xuất hiện của những kẻ tiểu nhân, vì chỉ cần bản mệnh mắc phải một sai sót nhỏ cũng có thể bị chúng lợi dụng để phỉ báng và hạ bệ uy tín. Những kế hoạch dự định có thể gặp nhiều sự xáo trộn, trục trặc, thậm chí xảy ra những sự cố mà bản mệnh không thể kiểm soát. Ngoài những yếu tố khách quan, chính sự thiếu quyết tâm và kiên trì của người tuổi giáp Tý cũng góp phần tạo ra những thách thức, khó khăn trong sự nghiệp của bản mệnh. Bằng cách điều chỉnh thái độ làm việc, tổ chức công việc một cách khoa học hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề, người tuổi giáp Tý vẫn có thể tạo ra những đột phá bất chấp mọi khó khăn. Trước khi đưa ra quyết định quan trọng, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tránh hành động thiếu suy nghĩ. Nếu gặp bất kỳ vấn đề không chắc chắn, hãy giữ bình tĩnh và quan sát tình hình trước khi đưa ra ý kiến hoặc hành động, tránh gây rối và rước thêm rắc rối vào mình. Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp của giáp Tý không chỉ có những khó khăn, những điểm sáng, mà các tinh thiên đức mang tới sẽ giúp bản mệnh tìm ra cơ hội khắc phục khó khăn, vươn lên khẳng định bản thân mình. Quan trọng là bạn chịu cố gắng đến cùng. Hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm làm việc thiện, giáp Tý sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp hơn. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, tốt nhất hãy trao đổi với mọi người xung quanh với tinh thần cởi mở và lắng nghe. Thời điểm này, mặc dù có khá nhiều thách thức, nhưng người tuổi giáp Tý vẫn có sự hỗ trợ ngầm từ các tinh giải thần và tử vi. Điều này mang lại hy vọng và cơ hội để thay đổi tình thế của bản mệnh. Quan trọng nhất là bản mệnh cần có quyết tâm và nỗ lực không ngừng để đạt được một mục tiêu của mình. Đừng quên rằng, mọi thành công đều đòi hỏi công sức và thời gian, hãy chấp nhận những thử thách và khó khăn, biến chúng thành động lực để vươn lên. Sự cố gắng của người tuổi giáp Tý sẽ được đền đáp và thành quả sẽ đến với bản mệnh một cách xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi giáp Tý sinh năm 1984, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch.
Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Tý cho thấy vận trình tài lộc chưa có dấu hiệu phát triển như ý muốn trong khoảng thời gian này. Thậm chí, bản mệnh còn phải cẩn thận trước nguy cơ hao tài, tốn của luôn rình rập. Người làm công ăn lương nên tập trung vào công việc của mình, tránh gây ra lỗi sai phải đền bù thiệt hại. Hơn nữa, nếu bạn không biết bảo vệ thành quả lao động của mình thì rất dễ bị kẻ gian cướp mất công lao, công sức của mình lại để cho người khác hưởng. Với người làm đầu tư kinh doanh, việc dốc vốn vào các dự án trong thời điểm này cần tiến hành một cách hạn chế. Tốt nhất là không nên đưa ra những quyết định vội vàng. Dù các mối đầu tư có vẻ triển vọng đến mấy thì cũng dễ tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không lường trước được. Trong gia đình, anh chị em lục đục về vấn đề tài sản cũng khiến cho Giáp Tý cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi người nên hạn chế lòng tham của mình. Biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc và nhường nhịn cho những người cần tiền hơn mình. Nếu ai cũng muốn giành được lợi lộc thì tình cảm dễ rạn nứt để tránh những nguy cơ không đáng có. Nhìn chung trong thời điểm này, người tuổi Giáp Tý sẽ đối mặt với một số thách thức về vấn đề tài chính. Sự tăng trưởng không được như mong đợi và có nguy cơ gặp phải những khó khăn không lường trước. Điều này nhắc nhở bản mệnh cần cẩn thận và tính toán kỹ lưỡng trong quản lý tài chính cá nhân. Dù có thiên tài chiếu mệnh, nhưng vận may trong thời điểm này không mấy thuận lợi do ảnh hưởng tiêu cực từ tương hại và nguyệt lệnh. Tình hình tài lộc chưa cho thấy sự tăng trưởng đáng kể và thậm chí có những lúc giảm sút đột ngột. Tuy nhiên, nếu người tuổi Giáp Tý có thể duy trì thói quen chi tiêu khoa học và tiết kiệm, đó đã là một điều đáng mừng cho thấy bạn vẫn có khả năng kiểm soát tình hình tài chính. Hung vận còn cảnh báo về nguy cơ lừa dối và mất tiền, đặc biệt là trong việc lựa chọn đối tác kinh doanh. Hãy cẩn thận và tỉnh táo để tránh bị lừa gạt, rồi phải chịu thiệt thòi không đáng. Nếu nhận được lời đề nghị đầu tư kinh doanh, hãy cẩn trọng và không tin tưởng ngay vào những lời hứa lợi nhuận. Vì không có cơ hội hay thành công nào từ trên trời rơi xuống, có thể tồn tại nhiều rủi ro và cạm bẫy mà bản mệnh không thể đoán trước hết được. Ngoài ra, nếu người tuổi Giáp Tý đang có ý định tham gia vào các hình thức đầu cơ cá độ hoặc cờ bạc đỏ đen, thì hãy dừng lại ngay lập tức. Nếu vẫn giữ tâm lý được ăn cả ngã về không, mà không cẩn thận có thể bản mệnh sẽ trắng tay một cách đáng tiếc. Trong việc chi tiêu, hãy có kế hoạch rõ ràng để tránh rơi vào tình trạng phải vay mượn. Tuy nhiên, quá mức thắt chặt chi tiêu cũng có thể gây căng thẳng trong cuộc sống. Thay vào đó, hãy lựa chọn một lối sống phù hợp với thu nhập hiện tại của bản thân hoặc tìm cách kiếm thêm thu nhập bằng các công việc phụ để đảm bảo chất lượng cuộc sống. Các tinh thiên đức và trường sinh khuyên Giáp Tý nên làm việc thiện nhiều hơn. Giáp Tý đối xử tốt với mọi người thì khi gặp khó khăn, bạn cũng sẽ được nhiều người giúp đỡ hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tuy là nhiều áp lực cuộc sống ập đến, nhưng điều đáng mừng với tuổi Giáp Tý thời điểm này là dù có nhiều sự việc xảy ra, song sức khỏe của bạn lại không phải chịu ảnh hưởng nào quá lớn. Đôi khi cuộc sống khiến người tuổi Giáp Tý cảm thấy khá mệt mỏi, song may là điều đó chưa gây ảnh hưởng gì lớn tới phương diện sức khỏe. Nhìn chung, bản mệnh vẫn có đủ sự khỏe mạnh và minh mẫn để đối diện với khó khăn. Con giáp này nên lựa chọn tâm sự, chia sẻ gánh nặng với những người đáng tin cậy. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng khiến bản thân thêm căng thẳng. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên ra ngoài hít thở bầu không khí, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng quan hệ xã giao với mọi người. Bạn hãy khuyến khích bản thân tiếp tục suy nghĩ tích cực, lạc quan, rồi khó khăn nào cũng sẽ trôi qua mà thôi. Bên cạnh đó, nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn nên tham gia thêm vào các hoạt động thể thao, hoạt động tập thể. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh, mà còn giúp bạn tạo thêm được các mối quan hệ xã giao, thậm chí gặp gỡ quý nhân của mình. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch tuổi Giáp Tý cho thấy, phương diện tình cảm có lẽ là một trong những điểm sáng đáng chú ý trong vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Tý. Nhờ mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp mà bạn không còn cảm thấy quá tiêu cực khi nghĩ về tương lai, thậm chí nhờ đó mà con giáp này tìm được động lực để tiến về phía trước. Thời điểm này ngũ hành tương sinh khiến cho vợ chồng bạn ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Tất nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc va chạm, song hai người không lấy đó làm buồn rầu hay oán trách nhau. Ngược lại,
sau mỗi tranh cãi là một lần đôi bên lại thêm hiểu về nhau, từ đó tự điều chỉnh hành vi của mình để dung hòa với đối phương. Nếu gặp phải khó khăn trong công việc, bạn nên tâm sự với người ấy để đôi bên cùng trao đổi và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Thậm chí, dù người ấy không thể đưa ra giải pháp cho bạn thì cũng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, bớt áp lực hơn. Với người còn độc thân, bản mệnh có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ thái độ tích cực khi tiếp xúc với mọi người để không bỏ lỡ các mối lương duyên một cách đáng tiếc. Mới đầu, đôi bên có thể thấy hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc với nhau. Song nếu đã trò chuyện lâu, bạn sẽ nhận thấy những điểm hay, điểm tốt của đối phương. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Giáp Tý sinh năm 1984? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xem tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Giáp Tý không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình khi nhiều kế hoạch đi sai hướng. Giáp Tý càng cố kiểm soát càng không được. Thay vì cố chấp như trước đây, bản mệnh thử linh hoạt để thay đổi thuận theo tình hình thực tế xem sao. Nhìn chung, những ngày này của con giáp tuổi Giáp Tý không quá đáng lo, cho dù có đối mặt với thiên quan khiến bản mệnh lo lắng ít nhiều. May mắn là ngay sau đó bạn đã tìm ra cách xử lý tức thời, nhờ đó mà cuối cùng bạn đã cảm thấy thảnh thơi hơn. Trong 3 ngày này, con giáp tuổi Giáp Tý trở nên nhạy cảm hơn và bạn nhận ra những khác biệt trong cách cư xử của người ấy đối với mình. Cảm giác thiếu tin tưởng lẫn nhau khiến mối quan hệ của hai người có phần lạnh nhạt. Trong thời gian này, bạch diệt chủ đào hoa có thể là dự báo cho chuyện tình cảm nảy nở đối với ai đang độc thân. Tuy nhiên, đây cũng là nguy cơ có người thứ ba xuất hiện xen ngang giữa bản mệnh và một nửa của mình khi hai người giận dỗi xa cách nhau. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: đen, trắng. Con số may mắn: 86, 44, 99, 32. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Tý cho thấy nhiều chuyện không vui nên người tuổi Giáp Tý dễ cáu giận, nóng nảy với một nửa của mình. Đó là lý do hai người mãi không thể làm lành nổi. Nếu bạn biết kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì đã không gây ra căng thẳng như thế này rồi. Thời điểm này là lúc tuổi Giáp Tý có thể dành nhiều thời gian cho gia đình sau những giờ tập trung hết sức cho công việc. Không những thế, người thân còn có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn cụ thể để hành động khôn ngoan hơn, có chút tiền giúp bản mệnh cảm thấy an tâm hơn. Lại thêm sự hỗ trợ của thực thần, nên Giáp Tý càng cho thấy mình có một lòng vị tha và bao dung đáng kinh ngạc. Bạn sống vô tư, không vụ lợi, luôn có mặt khi người khác cần, sẵn sàng hy sinh vì những mục tiêu cao cả hơn và biết cách tha thứ cho người khác. Ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong những ngày này, do đó bản mệnh nên nghỉ ngơi, tránh tham gia những hoạt động tốn quá nhiều năng lượng. Ngay cả khi luyện tập, đừng vì mong có kết quả nhanh mà tập quá sức nhé. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: bạc, 8. Con số may mắn: 35, 48, 20, 71. Bí quyết cải mệnh của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Cổ nhân nói, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cả ngao và cò đều ngắm vào đối phương, không ai chịu nhường ai, tranh nhau một hồi, cuối cùng bị ngư ông bắt hết. Điều này có thể hiểu là với một không hiểu được sự nhường nhịn, sẽ chẳng có lợi ích gì cho cả mình lẫn người. Nếu cố chấp một mực giằng co mãi thì kết cục sẽ là đôi bên cùng chịu tổn thất. Con người khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, thật ra không cần phải cố gắng quá sức, có lúc chúng ta phải biết lùi một bước, nhường ba phần. Hiểu được điều này thì cũng là đang bảo vệ chính bản thân mình. Nhường một bước thực ra không phải là biểu hiện của sự nhu nhược, mà là một loại trí tuệ. Người có thể học được cách nhường nhịn tự khắc sẽ đạt được những gì mà bản thân đáng được. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm.
của anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương là phúc tinh, rất tốt cho đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý nam mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận, nam mạng Giáp Tý sinh năm 1984 tiêu xài tiền bạc hợp lý, tránh lãng phí kẻo hao tán nhiều. Trong năm đề phòng ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tý 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Giáp Tý nam mạng sinh năm 1984 gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, nam mạng Giáp Tý mạnh dạn bày tỏ tâm tình với đối phương, hay chủ động làm quà sau mỗi lần cãi giả. Mọi sự như đã an bài, việc dự tính đã lâu được thành công vì biết dám chủ động và liều lĩnh. Các cặp đôi dự tính kết hôn hay sinh nở trong năm đều đẹp. Cách hóa giải vận hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Thổ Tú là hung tinh gây ra sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra kiện tụng pháp luật. Xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyển. Gặp hạn Quỳnh Tuyển dễ bị bệnh nặng, hao tài. Dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém. Nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Mưu cầu danh lợi gặp khó, dễ xảy ra thất bại, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tý 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Giáp Tý nữ mạng sinh năm 1984 gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa, gà về giường thì được no đủ,
báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, nữ mạng Giáp Tý mạnh dạn bày tỏ tâm tình với đối phương, hay chủ động làm quà sau mỗi lần cãi giả. Mọi sự như đã an bài, việc dự tính đã lâu được thành công vì biết dám chủ động và liều lĩnh. Các cặp đôi dự tính kết hôn hay sinh nở trong năm đều đẹp. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường. Cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn quỳnh tuyển năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.